Giờ thể dục của chúng ta lại bắt đầu rồi. Các em có vui không nào? Để tạo hứng thú cho các em trong học tập, bây giờ cô trò mình sẽ khởi động bằng một trò chơi nhé. Các em có thích không? Ở trò chơi này, chúng ta sẽ đứng theo đội hình vòng tròn. Bây giờ các em sẽ chạy theo cô thành một vòng tròn, bắt đầu từ tổ 1 nhé. Tất cả chú ý, bắt đầu. Tất cả chúng ta chạy nối theo tổ 1 nào. Đó lắm, tổ 3 chạy tiếp nào. Tổ 4. Rồi, các em. Em chỉnh thành vòng tròn cho thẳng nào. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em chơi trò chơi có tên gọi là phép lịch sự. Có nghĩa là chúng ta chỉ làm theo lời nói của cô khi nào có từ xin mời. Còn khi cô đưa ra yêu cầu nhưng không có từ xin mời thì chúng ta không được làm. Các em đã hiểu chưa nào? Chưa rồi ạ. Chúng ta sẽ chơi thử một lần nhá. Tất cả chú ý. Nháp đâu, nháp đâu? Xin mời hít vào. Nào, xin mời thở ra. Thở từ từ bằng mồm. Các em đã biết cách chơi chưa? Chưa rồi ạ. Bây giờ chúng ta sẽ chơi thật này. Bạn nào mà thực hiện không đúng là sẽ bị phạt. Các em đồng ý không nào? Chưa rồi ạ. Tất cả chú ý. Nháp đâu, nháp đâu? Nháp đây, nháp đây. Xé nháp. Xé. Bỏ vào đâu? Đó lắm. Xin mời hít vào. Xin mời thở ra. Hít vào. Bạn nào, bạn nào? Nào, cô mời làm thử đây này. Rồi. Nào, chơi một lần nữa nhá. Xin mời hít vào. Xin mời thở ra. Hít vào. Bây giờ chúng ta đã phạt các bạn được chưa nào? Chúng ta có đồng ý là phạt các bạn này không? Chúng ta phạt cái gì nhỉ? Các bạn nhảy lò cò một vòng nhé, xung quanh cái vòng tròn này nhá. Tất cả chúng ta cùng động viên các bạn nào. Bắt đầu. Cố lên, cố lên. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho các em ba động tác đầu tiên của bài tay không. Đó là động tác vươn thở, động tác tay và động tác chân. Mục đích của bài tay không sẽ giúp cho các em có một cơ thể khỏe mạnh để học tập tốt hơn. Và yêu cầu trong giờ học, các em biết tập từng động tác và biết liên kết các động tác với nhau. Các em cố gắng để giờ học này chúng ta sẽ học tập thật tốt. Các em có đồng ý không nào? Tốt lắm. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em động tác thứ nhất là động tác vươn thở. Trước hết các em theo dõi cô thực hiện mẫu động tác vươn thở. 1 2 3 4 5 6 7 8. Các em chú ý, ở động tác vươn thở chúng ta sẽ hít vào và thở ra giống như là trò chơi mà cô trò mình vừa chơi xong đấy. Các em còn nhớ không nào? Chúng ta chú ý là nhịp 1, nhịp 3 chúng ta hít vào và nhịp 2, nhịp 4 là thở ra, thở nhẹ và từ từ. Bây giờ cả lớp cùng thực hiện theo cô nhé. Lớp chú ý. Nghiêm. Để tiện cho việc theo dõi, cô sẽ bước chân cùng chiều với các em. Động tác vươn thở, bắt đầu. 1, tay đưa sang ngang, mắt nhìn lên, hít vào. Cao tay lên, hai lòng ngón tay hướng vào nhau nào. 2, tay trái ở trên, tay phải dưới đầu cúi. Chúng ta không cúi lưng, chỉ cúi đầu. 3, đưa lên, hít sâu vào. 4, rút chân trái về, thở ra từ từ. 5, đổi chân. Mắt nhìn lên tay là 6, tay phải ở trên, tay trái ở dưới. 7, hít vào. 8, rút chân phải về. 2, đổi chân.
hai, cúi đầu xuống, ba, hít sâu vào, bốn, năm, sáu, bảy. Thôi, các em đã nắm được động tác buông thở chưa nào? Chưa buông rồi ạ. Các em chú ý là khi chúng ta buông tay xuống, ta không được đập tay vào hai bên đùi, chúng ta để nhẹ nhàng. Bây giờ cả lớp tập lại cho cô động tác buông thở. Tất cả chú ý. Nghiệm. Động tác buông thở bắt đầu. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 thôi. À, vừa rồi cô thấy lớp mình đã biết tập động tác buông thở rồi đấy. Bây giờ cô sẽ mời một bạn lên hô cho lớp tập động tác buông thở nhá. Cô mời bạn Loan nào. Bắt đầu. Bạn đó chú ý nghe. Động tác buông thở bắt đầu. 1 2 3 Tốt lắm. Em mắt nhìn lên tay nào. Hít sâu vào. Đúng rồi. Thở ra. Mắt nhìn lên. Tốt lắm. 7, 8. À. Vừa rồi là bạn Loan đã hô cho lớp chúng ta tập động tác buông thở. Cô thấy bạn Loan hô rất là to và rõ ràng. Các em có thấy thế không? Thưa cô. À, chúng ta cùng tuyên dương bạn Loan nào. Cô cảm ơn bạn Loan, mời em về số nào. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em động tác thứ hai là động tác tay. Trước hết các em theo dõi cô thực hiện mẫu động tác tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Các em chú ý, ở động tác tay chúng ta cũng bước chân trái ra trước giống như động tác buông thở. Và các em chú ý là động tác tay chúng ta tập nhanh hơn so với động tác buông thở. Bây giờ các em tập theo cô nhá. Tất cả chú ý, nghiêm. Động tác tay bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Các em chú ý, động tác tay nhịp 1 chúng ta đưa tay bằng với vai. Chúng ta đừng đưa cao quá và đừng đưa thấp quá. Các em đưa bằng với vai và khi đưa tay chúng ta mở lòng bàn tay ra và tay thẳng. Chúng ta không co tay nhé. Các em chú ý này, đưa thẳng cánh tay ra. Các em đã nhìn rõ chưa nào? Thưa cô rồi ạ. Tốt lắm, bây giờ chúng ta tập lại cho cô động tác tay nhé. Lớp chú ý, nghiêm. Động tác tay bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. À, cô thấy lớp mình rất là tiến bộ rồi đấy. Bây giờ cô sẽ mời hai bạn lên tập cho cô động tác tay nhé. Bạn nào xung phong nào? Cô mời bạn Lân nào? Cô mời bạn Linh nào? Động tác tay bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. À, mời các em ở dưới nhận xét bạn Linh và bạn Lân tập động tác tay như thế nào nào. Cô mời bạn Thanh nào. À, tay của bạn Linh vẫn hơi đưa ra đằng sau đúng không nhỉ? Bạn Linh chú ý này. Nhịp 1 em vỗ tay trước thẳng vào. Nhịp 2 em đưa tay thẳng. Tay thẳng bằng cái vai và em đừng có đưa đằng sau nhé. Bạn Linh nhớ chưa? Ở dưới các em chú ý là tay chúng ta sang ngang thẳng bằng vai. Chúng ta đừng đưa đằng sau quá. Các em đã rõ chưa nào? Vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các em tập động tác buông thở và động tác tay. Bây giờ cô sẽ có một yêu cầu khó hơn. Cô cho các em liên kết giữa động tác buông thở và động tác tay. Các em có làm được không nào? Thưa cô. Tốt lắm. Bây giờ cô sẽ hô cho các em tập hai động tác buông thở và tay. Lớp chú ý. Nghiêm. Động tác buông thở bắt đầu. 1 2
ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tay, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, thôi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho lớp mình động tác thứ ba là động tác chân. Các em chú ý theo dõi cô thực hiện mẫu động tác chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các em chú ý, ở động tác chân chúng ta không bước chân ra như động tác vươn thở vào tay, mà chân chúng ta đứng ở tư thế nghiêng. Bây giờ các em làm theo cô. Tất cả chú ý, nghiêng, chân. Động tác chân bắt đầu. 1, chúng ta chống tay vào bên hông, kéo gót chân lên. Nào, và Linh kéo gót chân lên. 2, trùng hai đầu gối, tay vỗ ra trước, tay thẳng bằng vai nào. Các em chú ý, bằng vai. 3, kéo gót chân lên. 4, các em đã nắm động tác này chưa? Chưa. À, bây giờ chúng ta sẽ làm lại nhé. Các em chú ý, nghiêng. Động tác chân bắt đầu. 1, nào kéo gót chân lên nào. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các em liên kết ba động tác vươn thở tay và chân. Các em có làm được không nào? Được. À, tốt lắm. Tất cả chú ý, nghiêng. Động tác vươn thở bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Bây giờ để thi đua giữa các tổ xem tổ nào tập tốt nhất và đẹp nhất, cô sẽ chia lớp chúng ta thành 4 nhóm. Các em tập cho cô 3 động tác vươn thở tay và chân. Các em đã nghe rõ chưa nào? Rồi ạ. À, lớp chú ý về vị trí luyện tập. Tay thẳng ra, tay giao thẳng nào. Một tập tốt lắm. Tập đúng nhịp nào, bạn này giơ thẳng tay lên. Thẳng tay lên, đúng rồi. Trinh, Trinh. Không chú ý gì cả. 2, 3, 4, 5, 6. Nào, Trinh nào, nghe, nghe. Tất cả về vị trí. Hôm nay cô đã hướng dẫn cho các em ba động tác đầu tiên của bài tay không. Về nhà các em cố gắng luyện tập thật tốt ba động tác. Nếu các em tập đều đặn thì chúng ta sẽ thấy cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn đấy. Về nhà các em có thực hiện được lời cô đã dặn không nào? À, cô mong rằng trong giờ học sau chúng ta sẽ học tập càng ngày càng tốt hơn. Các em đồng ý không? À, chúng ta hưởng một tràng pháo tay nào.